Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn Tiểu thuyết Na Di Thần Công của tác giả Điển Ca Phần thứ 6 Hồi thứ 16 Hồi phong động địa khởi Tử Kha và vị thanh bước vào khách điếm Hai người vừa bước vào thì tất cả thực khách vội vã tính ngân lượng rồi bước ra. Sợ kiện đó khiến tử kha phải trau mày. Chàng nhìn sang vệ thanh nhỏ giọng nói. Vệ thanh có tin không? Chúng ta đi đến đâu thì người ta cũng đều biết cả. Vệ thanh nhướng mày nhìn chàng nói. Chân dung của tử kha giờ đã có dán khắp mọi nơi. Nên tử kha đi đến đâu ai ai cũng biết. Họ né tránh tử kha bởi vì sợ liên lụy đến mình họ là người hán mà lại sợ người hán xem ra cô cô và phổ thân vượt qua bao dặm đường gian khó để đánh thức quốc hồn bằng ngọc sáng lợi tử nhưng vẫn không đánh thức được tâm linh của người hán tử kha đừng trách họ tại thời cơ chưa đến và chưa có một người nào xứng đáng làm minh chủ để hiệu triệu người hán tử kha gượng cười giả lả nói tử kha có xứng đáng là minh chủ hay không với vị thanh tử kha rất xứng đáng nhưng với thiên hạ thì không biết Hai người chọn chiếc bàn trong góc đại sảnh Rồi gọi tiểu nhị dọn thức ăn và đổ uống Gá tiểu nhị dọn xong thức ăn Và hảo tiểu lui xuống nhà sau Thì từ ngoài cửa tàn kiếm Đông tiêu phú và thiếu nữ bước vào Đông tiêu phú chỉ hơi sững bước rồi Cùng với thiếu nữ bước đến chiếc bàn Đối diện ngồi xuống Cả hai cũng gọi thức ăn và hảo tử. Tử Kha nhìn đông tiêu phú chẳng nghĩ thầm có vị tôn giáo này là không tỏ ra e ngại với trung tử kha gã tiểu nhị dọn thức ăn và hảo tử lên bàn của đông tiêu phú rồi vội vàng lối bước tử kha chuốc lấy một chén rượu đẩy bước qua bàn tàn kiếm đông tiêu phú tử kha kính tôn giáo một chén rượu đông tiêu phú nhìn chàng ta và công tử chưa từng biết nhau sao công tử lại mời rượu ta chàng gượng cười rồi nói chỉ có mình tôn giáo là không ngại trung tử kha ta không ngại mà còn đang định tìm trung tử kha hậu nhân của sát thần trung nguyên khải tàn kiếm đông tiêu phú nói rồi bưng chén rượu tử kha đã mời ta cũng không từ chối mời hai người cùng cạn chén tàn kiếm đông tiêu phú đặt chén không xuống bàn tử kha tò mò hỏi tôn giá cũng có ý định tìm trung tử kha tiêu phú gật đầu ta đã có ý đó khi biết tử kha tái nhập võ lâm giang hồ vì nguyên cớ nào tôn giáo muốn gặp trung tử kha trung nguyên khải đã lỡ hẹn với ta rồi tử kha nheo mày gia phụ đã lỡ hẹn với tôn giá đó là cái hẹn gì tàn kiếm đông tiêu phú nhìn vào mắt tử kha tiểu tử sẽ thay phụ thân thực hiện cái hẹn đó chứ tôn giá có thể cho tử kha biết đó là cái hẹn gì không giao thủ với ta giao đấu với tôn giá đông tiêu phú gật đầu quân tử không nói hai lời trung nguyễn khải đã ra đi rồi nhưng trung tử kha kế nghiệp không thua kém gì trung nguyễn khải thậm chí còn vượt xa trung nguyễn khải phổ thân của tử kha đã ra đi rồi có cần phải thực hiện cái hẹn mà phổ thân chưa thỏa mãn với tôn giá không ta không muốn lỡ hẹn một lần nữa tử kha còn quá nhiều chức nghiệp phải làm nếu tử kha không thực hiện cái hẹn của gia phổ với tôn giá thì sao trung nguyên khải trở thành một kẻ bội ước và tất nhiên kẻ bội ước thì sẽ bị người khác xem thưởng ta không muốn xem thường sát thần trung nguyên khải tử kha cũng không muốn bất cứ người nào xem thường phụ thân mình nếu công tử không muốn người khác xem thường sát thần trung nguyên khải thì công tử phải thực hiện cái hiện đó sát thần trung nguyên khải có chết cũng mỉm cười bởi không hổ thẹn với hậu nhân mình tàn kiếm đông tiêu phú vừa nói vừa định sát nhãn vào mắt tử kha y trang trọng lặp lại lời nói của mình. Trung tử kha nhận lời kế tục thực hiện những gì mà Nguyên Khải chưa làm được khi sinh tổn. Tử kha từ từ thở ra chàng nghiêm giọng nói. Vãn bối nhận lời. Lời còn động trên cửa miệng chàng thì từ ngoài tử điếm hơn mời gã võ phu nha môn sổng sọc bước vào. Gã giáo đầu lớn giọng nói. Trung tử kha mau quy đầu chịu án. Tử kha nhìn tàn kiếm đông tiêu phú Tử Kha chỉ có một cái mạng nhưng lại có quá nhiều trọng trách phải thực hiện. Không biết cái mạng của Trung Tử Kha rồi đây sẽ thuộc về người nào trong cõi đời này. Tử Kha sẽ thuộc về tàn kiếm Đông Tiêu Phú. Miệng thì nói tàn kiếm Đông Tiêu Phú bất ngờ rút trường kiếm. Y quảng thanh trường kiếm về phía bọn võ phu nha môn. Thanh kiếm quay tròn như chiếc trong chóng vụt lướt qua ít hầu bọn võ phu. Kiếm lướt đến đâu thì để lại vòi máu tươi giấy đỏ đến đấy khi thanh trường kiếm quay về tay tàn kiếm đông tiêu phú thì bọn võ phu đã biến thành những cái xác không hồn y cha kiếm vào vỏ rồi nói với tử kha tử kha sẽ thuộc về ta mà không thuộc về người nào khác tử kha gượng cười nói bên ngoài kia còn rất nhiều người không muốn tử kha thuộc về tôn giá ta sẽ tiễn họ đi tàn kiếm đông tiêu phú nói rồi cầm trường kiếm bước ra ngoài tử điếm chiêu kiếm tàn khốc vừa rồi của đông tiêu phú buộc tử kha tỏ mỏ bước theo bên ngoài tử điếm trên ba mươi gã quan binh với giáp trụ lâm trận tay lăm lăm binh khí còn mười gã cung tiễn thì đã dâng cung hướng về phía tử điếm tử kha nhìn trộm qua đông tiêu phú chàng nhỏ giọng nói họ đều là quan binh của thiên triệu tôn giá nghĩ sao chắc tôn giá không muốn trở thành một kẻ đồng phạm với tử kha có gì mà ta không muốn nào nhưng ao ước nhất của ta là được một lần giao đấu với sát thần Trung Nguyễn Khải. Nói dứt lời tàn kiếm đông tiêu phú rút soạt trường kiếm. Y vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ thì bọn công thủ lập tức buông tên nhắm vào Y và Trung Tử Kha. Một màn kiếm quang rực rỡ xuất hiện tạo ra một bức tường kiếm che chắn cả Y lẫn Tử Kha. Tất cả những mũi tên bắn đều bị làn kiếm quang đó ngăn lại. Bọn công thủ chưa kịp lắp mũi tên thứ hai thì màn kiếm quang tỏa rộng ra đông tiêu phú như nhập vào màn kiếm quang dày đặc kia chẳng còn nhìn thấy nhân dạng cả một vùng trong phạm vi mười trượng chìm hẳn vào màn kiếm quang của đông tiêu phú trong màn kiếm quang trồng điệp kia không có một âm thanh nào do binh khí chạm vào nhau mà chỉ có những tiếng thét cất lên lỏng lộng cuối cùng đông tiêu phú cũng thu hồi trưởng kiếm tử kha cho mà nhìn cục trưởng chàng không khỏi gai lạnh cột sống bởi cục trường thảm sát trước mắt mình những gã võ sĩ thiên triều vào bọn công thủ giờ là những thi ma bị kiếm chém chết nằm đổ mọi tư thế tất cả tạo nên một cảnh tượng khủng bố mà ai thị mục cũng đều giật mình tử kha chú nhan đến lưỡi kiếm sáng ngời của đông tiêu phú lưỡi kiếm của y chẳng có dính lấy một giọt máu nào mặc dù nó vừa tạo ra cuộc huyết sát khủng khiếp này tàn kiếm đông tiêu phú tra kiếm vào vỏ rồi quay lại bên tử kha ta đã mở đường cho ngươi bởi chúng muốn giành tử kha với ta tử kha gượng cười không chỉ có thiên triều mà còn có cả cửu trùng đài nếu cửu trùng đài cũng tranh giành tử kha với tôn giá ta không chấp nhận điều đó tử kha quan trọng với tôn giá như vậy sao bởi tử kha là hậu nhân của trung nguyên khải tôn giá lại không muốn gia phụ bội ước không muốn y quay vào tử điếm tử kha nối gót theo sau bưng lấy vò rượu tàn kiếm đông tiêu phú dốc lên miệng tu ẩn ực y đặt vò rượu xuống bàn nhìn tử kha ta và ngươi thực hiện cái hiện giả ra ngày trước chứ có gấp như vậy không ta đã chờ đợi lâu lắm rồi ngay cả trong giấc ngủ ta cũng mơ thấy trung nguyên khải hồi sinh và quay lại để cùng ta giao thổ một trận chàng nhau mày tôn giáo nằm mơ thấy như vậy ư ngay cả trong giấc ngủ trên đời này không có cái gì để tôn giáo mơ ước hay sao mà lại mơ ước giao thổ với phổ thân tại hạ. Trong tâm tưởng của ta chỉ có Trung Nguyên Khải là người duy nhất xứng đáng là đối thủ, chỉ có một Trung Nguyên Khải mà thôi. Buông tiếng thở dài đông tiêu phú nói tiếp, nhưng rồi y đã lỡ hẹn với ta. Nhìn lại tử kha tiêu phú nói, ông trời đã không để cho tàn kiếm đông tiêu phú này thất vọng, ngươi đã trưởng thành và trở thành người kế nghiệp Trung Nguyên Khải. Vãn bối thắc mắc, vì sao tôn giá lại ao ước điều đó? Nếu gia phổ còn sống, tôn giá thắng gia phổ tôn giá được gì? Tử Kha không hiểu tâm trạng của một kiếm thổ. Thắng được Trung Nguyên Khải ta có thể tự mãn với kiếm của mình. Trong võ lâm không chỉ có mỗi mình gia phổ mà còn có cổ trùng đài. Cổ trùng đài là cổ trùng đài, còn sát thần Trung Nguyên Khải là sát thần Trung Nguyên Khải. Tử Kha trang trọng nói, tôn giá thắng gia phổ tôn giá thỏa mãn với kiếm pháp của mình. Đúng Nhưng nếu tử kha thắng tôn giá Tử kha thỏa mãn với cái gì đây Tử kha có thể tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất nhân Tử kha lắc đầu Thú thật với tôn giá Trông tử kha không thích cái hảo danh đó Nhưng nếu tử kha kế tục cái hẹn của gia phù đối với tôn giá Thì tử kha cũng có quyền đòi hỏi ở tôn giá một điều nếu mình thắng Bất cứ điều gì tử kha cũng đều đòi hỏi ở ta Ánh mắt của tử kha sáng hẳn lên Được tử kha giao đấu với tôn giá Ta đã ao ước và chờ đợi thời khắc thiêng liêng này Nghe câu nói này thốt ra từ cổ miệng của tàn kiếm đông tiêu phú Chẳng không khỏi buồn trộn Tử kha nghĩ thầm Mình có làm sai khi không nhận lời của đông tiêu phú Nhưng đây là cơ hội để mình có thêm một người cùng đứng về phía mình Tử Kha và Tàn Kiếm Đông Tiêu Phú đứng đối mặt với nhau trên đồi vô nhân. Chỉ có hai người thị trận cuộc đấu của hai người, đó là Trương Vĩ Thanh và Tục Vĩ Nhật. Tục Vĩ Nhật quan sát Tử Kha từ đầu đến chân, thỉnh thoảng nàng nhìn Đông Tiêu Phú khép buông tiếng thở dài. Cả Tử Kha lẫn Tàn Kiếm Đông Tiêu Phú đứng trong tư thế bất động, cả hai lấy mắt nhìn nhau, họ như muốn dùng mắt để đọc ý niệm và khống chế tâm thức của người kia vầng nhật quang từ từ chìm xuống đường chân trời giờ thì chỉ còn là vầng nhật mộ đỏ ối tàn kiếm đông tiêu phú lia mạnh trường kiếm về phía tử kha lưỡi kiếm quay tiết như chiếc trong chóng vồn vụt lướt đến chàng chiêu kiếm đầu tiên đông tiêu phú rộng đến đã là một sát kiếm tử vong có lẽ trong mắt tàn kiếm đông tiêu phú trông tử kha là đối thủ bất đội trời trông chứ không phải là hậu bối của y nên ngay từ chiêu thức đầu tiên y đã rộng đến tử kiếm công kích chàng tử kha đảo bộ né tránh thanh trường kiếm thanh trường kiếm lướt sát bên cạnh chàng ngỡ đâu nó sẽ ghim xuống đất nhưng sự việc lại không xảy ra như vậy lưỡi kiếm quay tiết như chiếc trong chóng vừa lướt qua chàng đã quay lại cứ như nó có linh khí được khiển bởi tâm thức của đông tiêu phú trung tử kha hoàn toàn bất ngờ với sự biến này chàng điểm mũi giày lướt lên cao bốn bộ để lưỡi kiếm sát qua dưới đế giày thanh trường kiếm quay lại tay tản kiếm đông tiêu phú tiêu phú vừa bắt nới kiếm vừa nói thân pháp hoàn hảo khá lắm miệng thì nói y liền phát động kiếm khí tập kích tiếp đạo khí kiếm thoát ra từ đầu mũi kiếm xẹt thẳng đến tử huyệt của trung tử kha lần này chàng không dụng bộ pháp vô tướng thần bộ để né tránh mà phát động thiên ma chỉ đón thẳng đỡ thẳng vào đạo khí kiếm của đối phương chát khí kiếm và thiên ma chỉ chạm thẳng vào nhau phát ra âm thanh chát chúa nghe buốt cả thính nhĩ tử kha có cảm giác đầu chỉ pháp của mình tê dần cảm giác đó khiến chàng giật mình bởi nhận ra công lực kiếm khí của đối phương quá cao cường âm thanh chát chúa kia còn động trong thính nhĩ của tử kha thì màn kiếm quang trùng điệp xuất hiện tử kha không còn thấy nhân dạng của đông tiêu phú đâu nữa mà chỉ thấy màn kiếm quang dày đặc hướng thẳng tới mình tử kha liền thối bộ chàng vừa thối bộ vừa vận chuyển vô lượng thần công tạo ra một bức màn hộ thể xanh dần màn kiếm quang còn cách chàng hơn một trượng nhưng tử kha đã cảm thấy khí kiếm bao bọc khóc châu thân mình khi màn kiếm quang chụp tới tử kha hét lớn một tiếng a à, tiếng hét của chàng khiến cho trương vị thanh giật mình nàng ngỡ đâu tử kha đã bị kiếm quang của đông tiêu phú xẻ thành nhiều mảnh mới cất ra tiếng hét lồng lộng như vậy vị thanh không kiềm chế độc mà buột miệng thốt tử kha cuộc giao đấu của hai người kết thúc một hiện cảnh tái lập mà vị thanh lẫn tộc vĩ nhược có nằm mơ cũng không thể tin được ngay cả người trong cuộc nà tàn kiếm đông tiêu phú cũng không tin vào mắt mình đôi bản thủ của tử kha chặp lại với nhau giữ lưỡi trưởng kiếm một màng thanh quang rực rỡ xuất hiện trên đôi bản thủ của chàng Tàn kiếm Đông Tiêu Phú muốn rút kiếm lại nhưng không tài nào rút được. Lưỡi trường kiếm như bị dính chặt vào đuôi bản thổ của Trương Tử Kha. Đông Tiêu Phú chợt hỏi, đây là võ công gì? Vô lượng thần công. Vô lượng thần công có thể bẻ gãy thanh kiếm của các hạ. Sao ngươi không bẻ gãy? Tài hạ biết đó là kiếm thổ khi kiếm gãy tức là người không còn. Tài hạ không muốn mất một kiếm khách như tôn giá. Nói dứt lời chàng buông lưỡi trưởng kiếm của đông tiêu phú. Tiêu phú rút kiếm về y nhìn tử kha trang trọng nói. Tử kha đã có thể tự hào mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Tử kha lắc đầu. Không. Trung tử kha không phải là kẻ háo danh đi tìm hảo danh cho mình. Tử kha cần gì ở ta? Tôn giá có thể cho tài hạ biết Cửu trùng đài là ai. Không một ai biết con người thật của Cửu trùng đài cả nhưng tất cả mọi môn phái trong võ lâm đều phải tuân theo lệnh dụ của cổ trùng đại. Điều này tử kha đang nghe trương trưởng môn nói rồi. Tử kha không tin cổ trùng đại lại không có một con người thật. Chàng buông tiếng thở dài. Sợ hư hảo không sai khiến được cái thật. Nếu tôn giáo muốn có một lần thứ hai đối mặt với tử kha, thì phải cho tử kha biết bộ mặt thật của cổ trùng đại. Ta sẽ tìm ra điều tử kha đòi hỏi. Tử kha ôm quyển thổ lễ tôn gián đã nhận lời tử kha đa tạ tiêu phú nhìn lại chàng một lần nữa rồi mới quay bước đi vừa đi vừa nói nếu ta biết được bộ mặt thật của cửu trùng đài sẽ tìm tử kha ở đâu ba con trăng sau tử kha sẽ có mặt tại bỉnh thiên nhai thiên phú bỏ đi rồi mà tục vĩ nhược vẫn còn ở lại thấy nàng còn lưu bước chưa đi theo đông tiêu phú tử kha tò mò hỏi cô nương còn chưa đi theo đông tiêu phú Tộc Vĩ Nhược bước đến trước mặt chàng nàng mỉm cười nhìn tử kha tử tốn nói. Công tử nghĩ sao mà nói Vĩ Nhược đi theo đông tôn giá chứ? Cô nương là người đồng hành với tiêu phú tôn giá. Vĩ Nhược đồng hành với đông tiêu phú tôn giá chứ có phải là A Hoàn của đông tiêu phú đâu. Nếu Vĩ Nhược là A Hoàn thì đã theo đông tiêu phú rồi không cần công tử phải nhắc nhở. Tử kha bối rối. Tài hạ cứ ngỡ đâu cô nương là người của đông tôn giá. Giờ thì công tử đã biết Vĩ Nhược không phải là người nhà của Đông Tôn Giá. Tài hạ đã hiểu lầm xin cô nương miễn thứ. Chàng ôm quyển, cáo tử. Tử Kha toan dậm bước về phía trương Vĩ Thanh. Thì Vĩ Nhược gọi lại. Công tử dừng bước. Tử Kha nhìn lại nàng. Cô nương có điều gì muốn nói với tài hạ? Tử Kha, công tử không muốn biết ta là ai ạ. À? Nàng mỉm cười nhìn vào mắt chàng và tại sao vĩ nhược lại đi theo tàn kiếm đông tôn giá cô nương có thể trả lời cho tại hạ biết được không nàng mỉm cười công tử không hỏi làm sao vĩ nhược trả lời xem như tại hạ đã hỏi vĩ nhược cô nương công tử đang nói vĩ nhược sẽ trả lời vĩ nhược theo tàn kiếm đông tiêu phố vì biết sớm muộn gì đông tiêu phố cũng tìm ra trung tử kha mà vĩ nhược lại rất muốn gặp trung tử kha đôi chân mày tử kha nhíu lại Vĩ nhược cô nương tìm tại hạ ư Nàng thản nhiên gật đầu Tử Kha buột miệng hỏi Vĩ nhược cô nương tìm tại hạ có chuyện gì không Sư phụ của Vĩ nhược phái Vĩ nhược phải đi tìm trung tử Kha Tử Kha cho mày tò mò Sư phụ của cô nương phái cô nương đi tìm tử Kha Không sai Nếu không có lệnh của sư phụ Vĩ nhược chẳng đi tìm tử Kha đâu Tử Kha nghiêm giọng nói Sư phụ của nàng là ai? Vĩ Nhược mỉm cười. Vĩ Nhược đảm bảo với công tử rằng tất cả những danh môn đại phái đều giam giáp tuân theo lệnh của cửu trung đai. Nhưng duy nhất có môn phái của sư phụ là không. Cô nương khẳng định điều đó chứ. Nàng cật đầu. Tử Kha nghiêm giọng nói môn phái của cô nương là môn phái gì? Nàng mỉm cười. Tử Kha công tử có đồng ý đến gặp sư tôn. Vĩ Nhược mới nói. Vị Thanh bước đến bên hai người. Tử Kha nhìn Vĩ Thanh rồi quay lại Vĩ Nhật. Nếu đúng như Vĩ Nhật cô Nương nói, tài hạ đồng ý đến gặp sư phụ của cô Nương. Vĩ Nhật nhìn sang Trương Vĩ Thanh. Cô Nương đây là gì? Của Tử Kha công tử. Nàng ấy là Vĩ Thanh tiểu thư của Trương Thiên Hoàng Trọng môn phái Không Động. Vĩ Nhật nhướng mày ôm quyền. hóa ra là Vĩ Thanh tiểu thư của Không Động phái, rất hân hạnh được diện kiến Trương tiểu thư. Cô Nương có điều gì muốn nói với Tử Kha? Vĩ Nhật mỉm cười nói Có Trương Tiểu Thư ở đây Trương Tiểu Thư có thể làm chứng cho Vĩ Nhật Nàng nhìn vị thanh trang trọng nói Vị thanh Tiểu Thư Tiểu Thư hẳn biết ngay cả không động phái Của Trương Trưởng Môn Cũng phải giam giáp thừa hành mệnh lệnh Của cửu trùng đại Nếu như Vĩ Nhật không muốn nói không động phái Đã quy thuận thiên triệu đại mông Mặt vị thanh nóng bừng lên Nàng cắn răng trên vào môi dưới Suy nghĩ rồi nói Cô nương sỉ nhục phái không động đó ư nếu nói như cô nương thì không chỉ có phái không động mà cả võ lâm đều quy thuận tiên triều. Nhưng có một phái trong võ lâm không quy thuận tiên triều và cậu trùng đại. Vĩ thanh cho mày. Cô nương hãy nói xem đó là môn phái gì. Cổ mộ phái. Vĩ thanh nhìn sững vĩ nhật. Cô nương là người của cổ mộ phái. Vĩ nhược gật đầu. Vĩ nhược không phủ nhận mình là người của phái cổ mộ. Vĩ thanh cười khẩy rồi nói người của phái cổ mộ chỉ biết ở trong bóng tối hành tung bất minh đâu đáng tin được. Vĩ nhật cho mày, tiểu thư nói vậy là sao? Vị thanh đổi giọng khe khắt đáp lời vĩ nhật. Cổ mộ phái sao có thể bị đập với phái không động? Thậm chí một bang phái nhỏ cũng không bằng. Vĩ nhật mỉm cười, tiểu thư nói không bằng chỗ nào. Tự cô nương hiểu. Vĩ nhật mỉm cười ôn nhu nói. Theo Vĩ Nhật hiểu thì các môn phái, các bang hội đều được lập tổng đàn đều công khai đi lại trên giang hổ riêng phái cổ mộ thì không được vinh hạnh đó vị thanh buột miệng đáp lời nàng đúng tiểu thư đã nói đúng thì vĩ nhược xin mạn phép nói phái cổ mộ không thể lập đàn như các môn phái khác bởi vì phái cổ mộ là của người hán những người hán chân chính những người hán có tâm huyết muốn khôi phục giang sơn xã tắc của người hán chính vì lý do đó mà cổ mộ phái biến thành cái gai trong mắt thiên triều muốn nhỏ nó đi. Thiên triều xem phái cổ mộ như chiếc gai trong mắt mình thì làm sao cho phái cổ mộ được lập tổng đàn danh chính ngôn thuận như những môn phái khác. Tử Kha nhìn sang vị thanh, vị thanh xa sầm mặt nhưng im lặng không đáp lời vĩ nhật. Vĩ nhật mỉm cười từ tuấn nãy Vĩ nhật không dám xem thường phái không động vào những danh môn đại phái khác. Ngược lại Vĩ Nhật cũng không muốn người ta cho phái cổ mộ là môn phái bất minh. Tử Kha nhìn Vĩ Nhật, vĩ nhược cô nương tử kha rất muốn gặp sư phụ của cô nương vĩ nhược mỉm cười vĩ nhược chỉ chờ đợi câu nói này của công tử tử kha gượng cười chàng hồ hởi nói vĩ nhược cô nương sẽ đưa tử kha đến cổ mộ phái vĩ nhược gật đầu tất nhiên rồi nhưng chỉ một mình tử kha công tử mà thôi chỉ một mình tại hạ thôi sao chỉ có một mình tử kha công tử mà không có vị thanh tiểu thư vị thanh gắt giọng nói Cô ngưng hoài nghi ta Vĩ nhược lắc đầu Vĩ nhược không hoài nghi tiểu thư Nhưng đây là lệnh của sư phụ Sư phụ không muốn người lạ nào vào trong cổ mộ Nếu không có lệnh của người Với lại lúc này đây phái cổ mộ còn trong bóng tối Và là môn phái duy nhất chống lại thiên triệu Vị thanh kéo tay tử kha ra xa vĩ nhược nàng dọn dã nói Tử kha phải đi cùng với vị thanh đến lạc thành công Tử kha bối rối Vị thanh nhận ngay ra vẻ bối rối của chàng gắt giọng nói. Tử Kha muốn đi khai vị thanh khi chưa đến Lạc Thành Cung sao? Tử Kha muốn đi tới Lạc Thành Cung lắm chứ. Nhưng Tử Kha cũng muốn đến cổ mộ phái. Phái cổ mộ hành tung bất minh không đáng tin đâu. Nhưng phái cổ mộ lại chống thiên triều. Chống lại thiên triều khôi phục giang sơn cho người hắn là cùng mục đích với Tử Kha rồi. Tử Kha đừng vội tin người có thể đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Tử Kha gượng cười rồi nói Đến cổ mộ phái rồi chúng ta đến lạc thành công sau cũng không muộn Nhưng vị thanh không được đến cổ mộ phái cùng với Tử Kha Đã ta nói với Vĩ nhật cô nương Vị thanh lắc đầu Vĩ Nhật sẽ không cho Vị Thanh đi cùng với Tử Kha. Ta hy vọng Vĩ Nhật sẽ đổi ý. Chàng trở bộ bước đến bên Vĩ Nhật Tử Kha ôn nhu nói. Vĩ Nhật cô nương, tại Hạ có thể bảo chứng cho Vị Thanh, để Vị Thanh tiểu thư cùng đi với tại Hạ đến cổ mộ phái. Vĩ Nhật cho mày nàng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Được. Tử Kha đồng tử bảo chứng cho vị thanh tiểu thư tất công tử đã tin tuyệt đối vào vị thanh. Công tử đã tin vị thanh tiểu thư thì Vĩ Nhật cũng sẽ tin vị thanh tiểu thư. Chúng ta cùng đi đến cổ mộ phái. Tử Kha ôm quyển. Tài hạ vô cùng cảm kích. Huynh đừng khách sáo. Vĩ Nhật kháng lời huấn thị của sư phụ. Vì chiều theo ý của Huynh nếu như có chuyện gì xảy ra với phái cổ mộ huynh phải chịu trách nhiệm trước vĩ nhật tử kha gật đầu vĩ nhật nhìn vào mắt chàng tử kha gượng cười nói vĩ nhật cô nương có hoài nghi quá không giang hồ hiểm ác với lại vĩ nhật không thể không hoài nghi với người của phái không động không chỉ với phái không động mà với tất cả những môn phái nào thừa hành mệnh lệnh của cửu trùng đại hồi thứ mười bảy mộ địa đa tiêu phong trong ánh trắng mở nhạt một bóng người vận hắc y dạ hành với khinh công cao thâm nhẹ nhàng lướt trên mái ngói hắc y nhân che mặt dừng bước trên mái ngói dõi đôi mắt cú vọ nhìn xuống thư phòng của tộc vĩ nhật trong thư phòng của vĩ nhật còn hắt ra ánh sáng tộc vĩ nhật bất ngờ mở cửa bước ra ngoài nàng đảo mắt nhìn quanh rồi quay lại thư phòng đóng cửa lại ánh sáng đến trong thư phòng nàng vụt tắt bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật bóng tối cũng đồng lõa với hành động của tội ác. Gã hắc y nhân giải mái ngoái với khinh công thượng thẳng nhẹ nhàng hạ chân xuống trước cửa thư phòng của nàng. Y dùng chỉ phóc khoanh lấy một chiếc lỗ trên vách thư phòng, rồi áp tay vào nghe ngóng. Như đã đoan chắc vĩ nhật yên giấc, gã mở nhẹ nhàng cửa phòng, y rón rén đi trên đầu mũi giày tiến nhanh đến mộc sàn. Mặc dù bóng tối che kín mắt, nhưng gã hắc y nhân như quá quen thuộc với gian thư phòng này. Y thoang thoát bước đến mộc sàn mà tuyệt nhiên không tạo ra một tiếng động nào. Gã đứng bên mộc sàn như thăm dò động tĩnh, rồi rút ngọn chỉ thổ giấu dưới ống giày vung lên đâm thẳng xuống. Gã y nhân rút nhanh tay về, y có vẻ ngơ ngẩn và ngạc nhiên như phát hiện ra điều gì đó bất thường. Gã đưa ngọn trủy thổ lên mỗi người rồi định nhãn nhìn lại mộc sàn Cạch! Tiếng cửa tự đóng lại. Ánh sáng chật bùng lên vĩ nhược tay cầm đuốc nhìn gã ngươi muốn lấy mạng bổn cô nương đâu phải dễ gã thích khách trao mày nhìn nàng nha đầu đúng là khôn ngoan nhưng ngươi không trốn mà lại xuất hiện tự nạp mình cho ta vĩ nhược cười khởi rồi nói bổn cô nương không muốn nạp mình cho ngươi đâu ngược lại bổn cô nương muốn biết ai đã phái ngươi đến lấy mạng bổn cô nương nha đầu ấy xuống a tì mà hỏi lão diêm chúa cùng với lời nói đó gã thích khách phóng ngoạn thủy thủ về phía tục vĩ nhược ngọn chủy thổ lướt đi nhanh hơn tinh xa nhưng vĩ nhược còn nhanh hơn bằng một thứ thủ pháp cực kỳ biến hóa và chính xác nàng rộng song chỉ kẹp lấy ngọn chủy thổ của gã hắc y nhân thích khách thủ pháp tinh diệu và chính xác của tộc vĩ nhược khiến gã hắc y nhân thích khách không khỏi bàng hoàng Gác còn chưa hết nối bàng hoàng thì ngọn chủy thổ đã được vĩ nhược phóng ngược lại lần này ngọn chủy thổ còn nhanh hơn lúc tập kích nàng gã hắc y nhân thích khách tràn bộ né tránh ngọn chủy thủ bay lướt qua vai gã ghim vào một cột gỗ phía sau gã vừa né tránh được ngọn chủy thủ thì một đạo nhu kỉnh chụp tới lần này gã hắc y nhân thích khách không còn cơ hội né tránh mà buộc phải dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng chát y chợt giải về sau vẻ bàng hoàng và ngơ ngẩn càng hiện rõ trong ánh mắt của gã làm sao y không bằng hoàng khi nhận ra công lực uy mãnh của tộc vĩ nhật tộc vĩ nhật tử tốn máy Bọn cô nương chỉ mới rộng con năm thành công lực của ngọc nữ tâm kinh mà các hạ đã không chịu nổi rồi nếu như bọn cô nương rộng hết tất cả tu vi vốn có của mình e rằng các hạ đứng không nổi đâu các hạ nên biết tình cảnh của mình mà nói cho bọn cô nương biết ai đã phái các hạ đến gã hắc y thích khách trong mày y vận công vỗ trưởng công thẳng đến vĩ nhược vừa nói nha đầu không buộc ta được đâu vĩ nhược không đón đỡ vào trưởng công của gã mà lánh bộ né tránh Gã hắc y nhân thích khách nhân cơ hội đó đạp chân tống cánh cửa mở toang rồi thoát nhanh ra ngoài. Gã những tưởng đâu mình đã đảo thoát được khỏi cục trưởng. Nhưng vừa mấy điểm mũi giày để thi triển khinh công vượt lên mái ngói thì một đạo chỉ điểm tới đôi cước pháp của y. Bốp bốp, gã hắc y thích khách khủy gối đổ gục xuống. Trong tử kha lần lững bước vào. Hữu nhật cũng từ trong thư phòng bước ra ngoài, năng mỉm cười với tử kha rồi nói. Đa tả tử kha huynh đã trợ giúp, Tử Kha gượng cười nói. Y muốn hành thích nàng. Vĩ Nhược gật đầu. Chuyện y hành thích Vĩ Nhược quá rõ ràng rồi nhưng quan trọng hơn. Vĩ Nhược muốn biết ai phá y đến hành thích Vĩ Nhược. Nàng nhìn lại gã hắc y thích khách đang khủy gối dưới sàn gạch. Nếu ngươi nói cho bổn cô nương biết, bổn cô nương sẽ mở cho ngươi một sinh lộ. Nhà đầu hôm nay ngươi không chết, ngày mai ngươi cũng phải chết. Ngươi tưởng thốt ra lời nói đó rồi bổn cô nương sợ sao? ai phải ngươi đến hành thích bổn cô nương gã hắc y thích khách cười khẩy rồi rùng mình sau cái rùng mình y đổ gục tới trước nẹt mặt xuống đất tử kha trao mảy chẳng bước nhanh đến bên gã lột chiếc khăn lụa trên mặt tử kha nhận ra ngũ quan của gã đều tươm máu gã đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng độc công ngậm sẵn trong miệng tử kha nhìn lại vĩ nhật y đã tự sát rồi vĩ nhật biết điều đó nàng vừa nói vừa vén tay áo của gã thích khách lên bên tay gã có dấu xăm một chiếc khô lâu nàng nhìn lại tử kha huynh vào đây hai người quay trở lại thư phòng vĩ nhược thắp sáng giá bạch lạp rồi nhìn tử kha nói gã thích khách đó là người của thiên triều y là một trong những sát thủ quỷ cung những sát thủ chuyên săn lùng những môn hạ của phái cổ mộ vậy nàng đã bị lộ hành tung không chỉ lộ hành tung mà quỷ cung đã phát hiện ra tục vĩ nhược là người của phái cổ mộ nên mới phái sát thổ đến lấy mạng. Tở Kha nheo mày, Vĩ Nhược nghiêm giọng nói, suốt thời gian qua tộc Vĩ Nhược đã che giấu hành tung của mình, quỷ công không hề phát hiện Vĩ Nhược là người của phái cổ mộ. Nhưng khi gặp được Tử Kha Huynh thì lại lộ hình tướng. Tử Kha Huynh nói xem ai là người đã thông báo với quỷ công. Đôi chân mày của Tử Kha nhau lại, ý nàng muốn nói. Vĩ Nhược khoát tay, suy đoán thì có khi nhầm lẫn nhưng cũng nên đặt nghi vấn nàng nghi ngờ vị thanh sao vĩ nhược không dám nghi ngờ vị thanh tiểu thư có thể tai mắt của quỷ cung có mặt khắp nơi tử kha thở ra rồi nói có lẽ vậy chúng ta không thể lưu lại đây được nữa phải không vĩ nhược gượng cười rồi nói xem chừng quỷ cung không muốn cho vĩ nhược đưa tử kha huynh về phái cổ mộ để diện kiến sư tôn tử kha mỉm cười nói không ai có thể cản được trung tử kha này Nói như vậy tử kha xem thưởng quỷ công ư Tử kha lắc đầu Tài hạ không xem thưởng ai cả Nhưng cũng không muốn ai cản bước mình Nếu cần trong tử kha sẽ săn bằng tất cả Để đi đến cái đích cuối cùng Chàng nhìn vĩ nhật Nàng hãy chuẩn bị chúng ta sẽ khởi hành ngay trong đêm nay Vĩ nhật gật đầu Quay lại thư phòng tử kha trao mày khi thấy có bóng người trên mộc sàn và dèm lại được buông xuống. Chàng tiến thẳng đến mộc sản Tử Kha chưa kịp lên tiếng thì trung vệ thanh đã cất lời trước Chàng vén dèm đi Tử Kha vén dèm Chàng mở mắt to hết cỡ với vẻ sửng sốt rõ mồn một trên chân diện khôi ngô tuấn tú Bởi lẽ vệ thanh trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ khiêu gậy Nếu chỉ với tư thế đó thôi tử Kha cũng không đến nỗi ngạc nhiên như vậy Nhưng ở đây vị thanh hoàn toàn lõa lộ, phơi tấm thân ra trước mắt tử kha chính sự lõa lồ của nàng mới khiến tử kha sững sốt như vậy tử kha cho mày quay mặt chỗ khác tại sao nàng làm vậy huynh chàng sao vậy tử kha buông tiếng thở dài lắc đầu nói vị thanh nàng hãy vận phục trang vào đi vị thanh ngồi hẳn lên rồi nắm lấy tay tử kha vị thanh muốn trao thân cho huynh vị thanh đã nào của huynh rồi mà chàng đã từng ôm vị thanh vào chúng ta buông tiếng thở dài tử kha lắc đầu ta ta vị thanh kéo tay tử kha nàng vừa kéo tay chàng vừa nói vị thanh nào của tử kha và tử kha nào của vị thanh tử kha gỡ tay vị thanh rồi bước về phía cửa sổ chàng vừa đi vừa nói vị thanh tử kha chưa nghĩ đến điều này vị thanh không đòi hỏi gì ở tử kha bất cứ một điều gì vị thanh chỉ muốn biểu lộ tình yêu của vị thanh đối với tử kha mà thôi cho dù nàng yêu ta thì cũng không vượt quá giới hạn buông một tiếng thở dài lần nữa tử kha nói tiếp bây giờ đây trung tử kha chưa nghĩ đến tình yêu đâu vị thanh hay vận trang phục vào chúng ta sẽ rời khỏi khách điếm này ngay trong đêm nay vị thanh khẽ lắc đầu ngọc diện xa sầm hẳn xuống nàng miễn cưỡng nói tử kha đã không còn quan tâm đến vị thanh nữa rồi phải không phải chăng sự xuất hiện của vĩ nhược cô nương khiến cho tử kha thay đổi ta chẳng có thay đổi gì cả trước đây tử kha luôn nghĩ đến vị thanh mà bây giờ tử kha vẫn luôn nghĩ đến trương vị thanh nhưng tình của nàng thì ta chưa dám nhận nàng nên biết tử kha chưa biết sống chết thế nào huống chi trên vai ta là cả một gánh nặng đã nhận với cô cô và gia phụ chàng đã thay đổi rồi tử kha lắc đầu đừng nói vậy tử kha chẳng có gì thay đổi cả tử kha vẫn là tử kha như hôm nào không vị thanh có cảm giác chàng đã thay đổi chính tục vĩ nhược khiến chàng thay đổi chứ không ai khác nàng đừng nghĩ về người khác như vậy. Trương Vị Thanh miễn cưỡng vận lại trang phục, nàng vừa vận trang phục vừa nhìn Tử Kha nói. Đúng ra chàng và Vĩ Thanh đã có thể cùng nhau sánh bước đi thẳng đến Lạc Thành Cung. Nhưng khi Vĩ Nhật xuất hiện thì Tử Kha lại thay đổi ý định. Ả à, đang muốn đoạt chàng từ tay Trương Vị Thanh. Tử Kha lắc đầu chàng khe khắt nói. Nàng nói cái gì vậy? Lần này đến cổ mộ phái, Tử Kha chỉ muốn diện kiến sư tôn của Vĩ Nhật bởi ta nghĩ sư tôn của nàng cùng mục đích với ta thôi. Nàng đừng nghĩ về vĩ nhật như vậy, vĩ nhật nghe được sẽ nghĩ không hay về chúng ta. Trương Vị Thanh bước xuống tràng kỷ tiến đến sau lưng tử kha, nàng đặt tay lên vai chàng ôn nhu nói. Tử kha không có tình với tộc vĩ nhật chứ? Không, chàng chắc không. Vị Thanh nhìn chàng, vì sự an nguy của vĩ nhật tử kha hối hả như vậy. Với nàng tử kha cũng làm như vậy. Tộc Vĩ Nhật đưa Tử Kha và Vị Thanh đến một ngôi nhà mồ khá đổ sộ. Trong nhà mồ có những người vận bạch y, đội mũ trùm đầu. Cách phục trang của họ giống như oan hồn vất vưởng trong quái thế gian này. Tử Kha lia mắt nhìn qua hai hàng người vận ma phục đó mà nghĩ thầm. Họ vận phục trang như vậy có ý hù dọa người võ lâm ư? Hay để tự nhủ mình là người của cổ mộ phái một môn phái của quái A Tỷ? Ý nghĩ đó Tử Kha nhìn sang Vĩ Nhật Tộc của ngương môn hạ phái cổ mộ là người hay là ma huynh đừng nghĩ họ là ma đây là tổng đàn của phái cổ mộ vĩ nhược gật đầu chúng ta sẽ ở đây và chờ tôn sư của vĩ nhược đến vĩ nhược mỉm cười nếu tôn sư không đến chắc chắn sẽ có sự biến xảy ra sư phụ của vĩ nhược cô nương cũng vẫn trang phục như họ chỉ vì muốn giữ kín hành tung mà thiên triều lẫn giới vô lâm cho cổ mộ phái là tà phái nhưng tất cả những người này chấp nhận bước chân vào cổ mộ phái là chấp nhận bất cứ cái gì đến với mình mà không chút hối tiếc cho đó là cái chết họ đã nguyện sống vì giang san xã tắc và chết vì giang san xã tắc họ vẫn tang chế là để minh chứng cho tôn chỉ đó họ để tang cho hồn nước hồn dân tộc nghe cô nương nói tài hạ cảm kích họ hơn tử kha nói rồi ôm quyền hướng về những môn hạ cổ mộ phái chàng trang trọng nói tại hạ trung tử kha hân hạnh được diện kiến với chư vị huynh đệ phái cổ mộ mọi người đồng loạt ôm quyền đáp lễ chàng ầm uhm. cánh cửa kiên cố của ngôi nhà mộ bật tung ra như thể vừa hứng một đạo tầm xiết tử kha trao mày chàng cùng vĩ nhược vào vị thanh đồng quay mặt lại nhìn từ ngoài cửa nhà mồ hai hàng công thủ vận dắp trụ chạy vào họ xếp thành hình cánh công rồi vươn tên thổ sẵn sau khi hàng công thủ xếp thành trận pháp hai người vận quan phục đại thần thiên triều sánh vai bước vào cả hai đều để dâu quay nón rậm rạp mắt sáng ngời một người có hàm dâu đỏ như nhuộm máu theo sau hai người đó còn có những cao thủ vận hắc y võ phục của quỷ công vĩ nhật nói chúng ta đang đối mặt với những cao thủ của thiên triều họ là ai một người là cáp chỉ đà khu còn người có hàm dâu đỏ như máu kia là na tịch Chỉ dị cả hai người này đều xuất sư chứng tỏ họ đã có sở sắp đặt trước. Các chỉ đà khu lia ánh mắt sáng ngời qua mọi người rồi nói. Các người thấy bổn đại nhân thiên triều sao không quỷ xuống. Vĩ nhật những mày thản nhiên đáp lời. Người của cổ mộ phái không quỷ trước quan lại thiên triều đại nguyên. Chúng ta là người hán chỉ quỷ trước thiên tử hán triều mà thôi. Các chỉ đà khu phá nên cười khảnh khạch. Lão vừa cười vừa nói. Hà, hà, hà. Hán triều đâu còn nữa để các ngươi quỷ hán triều không còn nữa thì cổ mộ phái đâu quỷ trước ai các ngươi như một lũ chuột sống chui rúc bởi vì có ý kháng lại thiên triều hôm nay bổn đại nhân sẽ thanh toán cổ mộ phái trừ diệt nguồn căn tạo phản như khối ông nhọt đối với thiên triều vĩ Nhược ôn nhu đáp lại thiên triều đại nguyên đã có ý đó từ lâu rồi nhưng có làm được đâu các ngươi càng muốn tiêu diệt phái cổ mộ thì cổ mộ phái càng lớn mạnh nàng mỉm cười rồi nói tiếp Tại sao chỉ có hai vị đại nhân xuất hiện mà không thấy cổ trùng đài? Cổ trùng đài cũng rất muốn tiêu diệt phái cổ mộ của chúng ta mà. Na tịch trị dị nói. Giết lũ chuột nhát các ngươi thì đâu cần đến cửu trùng đài. Khi cần cửu trùng đài sẽ xuất hiện. Nhìn lại tử kha, na tịch trị dị nghiêm giọng nói. Tử kha công tử. Hành tung của công tử lẫn những gì công tử đã làm khiến cho thiên tử rất phẫn nộ nhưng cũng rất ngưỡng mộ một mình công tử không thể nào thay đổi được vận mệnh của hóa công trung nguyên khải trước đây vì muốn thay đổi vận mệnh của hóa công mà chịu nhận cái chết không toàn thay tại đài kim liên trên thiên môn bổn tọa nghĩ công tử nên lấy nó mà tự xét lại mình nếu như trung tử kha chịu quy thuận thiên triều bổn tọa nghĩ ngươi sẽ được vinh hoa phú quý thiên triều sẽ trọng dụng công tử mà có thể để ngươi đảm đương chức vị cao trong cửu trọng đại thống chỉ võ lâm giang họ tử kha nhướng mảy một đề nghị rất hay anh nghe cũng phải động lòng tham tại hạ là con người bình thường tất cũng có lòng tham nhưng chỉ tiếc tại hạ lại là hậu nhân của sát thần trung nguyên khải lại còn là người hán nữa dậu mời của thiên tử ngươi chê ư tại hạ không dám chê nhưng chỉ sợ mình không xứng đáng với rượu mời đó bởi ai mời rượu mà không muốn người khác đáp lại bao giờ chắc chắn thiên tử thiên triều cũng muốn tài hạ đáp lễ lại cho chiến rượu mời này các chỉ đà khu cởi phá lên y vợ cởi vừa nói ha 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 rất thông minh các chỉ đà khu nói dứt lời thì na tịch chỉ dị tiếp lời ngươi chỉ cần chỉ ra thái sử lệnh phổ lục tôn trực hoặc giao nộp y cho thiên triều thì đã đáp lễ chiến rượu mời của thiên tử thiên triều quan tâm đến thái sử lệnh phổ lục tôn trực như vậy hẳn thái sử lệnh phổ lục tôn trực có quan hệ hay giữ thứ gì đó rất quan trọng đối với thiên triệu Lão lục cần phải được giải về cho thiên triệu phán trị Nếu như tài hạ không giao Và cũng không chỉ lục tôn trực tiên sinh cho nhị vị thì sao Kháng lại thiên triệu Trong tử kha chỉ có một con đường duy nhất là chết Cái chết đối với các môn hạ của phái cổ mộ xem tựa lông hồng Vậy tử kha cũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng giống như họ thôi Có gì phải ngẩn ngại chứ Nói như vậy ngươi đã tự chuốc khỏa vào thân rồi. Tử Kha lắc đầu. Một câu nói thừa, trung Tử Kha đã là trọng phạm bị truy nã của thiên triều rồi. Còn gì để chuốc khỏa nữa chứ? Các chỉ đà khu đanh giọng nói. Các người sẽ được chôn chung trong ngôi nhà mộ này. Vĩ Nhật mỉm cười nói. Ai nói với quý đại nhân cổ mộ phái sẽ bị tiêu diệt trong ngôi nhà mộ này? Ngôi nhà mộ này là lãnh địa của phái cổ mộ các vị đang đứng trong lãnh địa của phái cổ mộ người chết chính là các ngươi mới đúng chứ nàng nhướng mày đổi giọng từ tốn nói tiếp nhưng trước khi để cho sự phân định xem ai là người phải chết vĩ nhược muốn biết tại sao các vị có thể biết được ngôi nhà mồ này là tổng đàn của cổ mộ phái vĩ nhược chỉ qua trương vị thanh vị thanh cô nương hẳn đã mật báo với nhị vị vị thanh quay ngoắt lại nhìn nàng tộc cô nương Vĩ Nhật nhìn vào mắt Trương vị Thanh vị Thanh cô nương hãy tự nhận đi Hay cô nương để Vĩ Nhật nói ra Trương vị Thanh bối rối Tử Kha cho mày chẳng miễn cưỡng nói Tục cô nương Vĩ Nhật mỉm cười nắng ôn nhu nói với Tử Kha Tử Kha không biết nhưng Vĩ Nhật biết Biết vị Thanh cô nương là người của quỷ cung nữa Tử Kha lắc đầu Tài hạ không tin đâu Nếu Tử Kha để mắt đến đôi hài của Vĩ Thanh sẽ biết trong đôi hài của nàng có dấu một thứ phấn hương thứ phấn hương này là mật tín để quỷ cung lần theo dấu vết mà không cần phải rộng đến thám nhân tử kha nhìn vị thanh vị thanh có đúng như vậy không vừa nói tử kha vừa chú nhãn nhìn xuống hài của vị thanh tử kha không phát hiện được gì nhưng bất thình lình có một cánh bướm từ ngoài bay vào đậu lên đôi hài của vị thanh ngọc diện của trương vị thanh càng bối rối hơn nàng nhìn tử kha miễn cưỡng nói tử kha huynh chàng không thể kháng lại thiên triều và cửu trùng đài đâu. Lời nói này như một lời thú nhận khiến nó biến ngay thành một ngọn trụy thổ vô tình đâm vào tử kha. Xác diện chàng từ từ tái hẳn đi, ánh mắt tử kha bất giác long lên sẵn sọc. Chàng phải nuốt nỗi uất hận kia vào trong như phải nuốt cục than hồng tử kha rít giọng nói. Vậy là ta đã biết, đã hiểu đủ rồi. Chỉ tay về phía các chỉ đã khu và na tịch trị dị, tử kha gần giọng nói. Vị thanh nàng hãy quay lại chỗ của nàng Tử Kha Tử Kha chừng mắt không cho vị thanh nói hết câu Mà gần giọng cướp lời nàng Đừng nói gì cả Ta có thể lấy mạng nàng mà không dùng tay đó Nàng còn kịp trở về chỗ của nàng Trước khi ta đổi ý định đó Đừng bao giờ để chung tử Kha thấy mặt nàng nữa Na tịch chỉ dị lên tiếng Hắn đã tự tìm cái chết Vị thanh tiểu thư không cần quan tâm đến hắn nữa Tử Kha nhìn lại Na Tịch chị dễ đanh giọng nói. Bọn thiếu gia không cần để ai quan tâm đâu. Vị Thanh đóng kịch cũng hay lắm đó. Âu cũng là một bài học mà Tử Kha phải nhớ. Vị Thanh nhìn chàng gần như không chớp mắt nàng miễn cưỡng nói. Vị Thanh chỉ muốn giữ chàng thôi. Vị Thanh không muốn Tử Kha phải chết mà thôi. Tử Kha nhìn lại nàng quắc mắt nói. Hãy dành sự quan tâm của nàng cho người khác. Sợ quan tâm đó bổn công tử không mang đến và cũng không cần đến. Chàng hư nhạt rồi nói tiếp Hãy quay về với thân phận gian nô của triều đỉnh đại nguyên Hai cánh môi của vị thanh mấp máy nhưng không thốt ra được lời Nàng nhìn tử kha gần như không trước mắt Mãi một lúc sau trương vị thanh mới nói được Ta hận ngươi Nàng nói dứt lời vụt thi triển khinh công lướt thẳng ra ngoài ngôi nhà mỏ Vị thanh đi rồi tử kha đỉnh nhãn nhìn lại Các chỉ đà khô và na tịch chỉ dị Ánh mắt sát nhân của chàng long lên sòng sọc thứ ánh mắt chết chóc mà bất cứ ai tiếp nhận nó thảy đều gai lạnh cột sống. Nếu trước đây sát thần Trung Nguyên Khải cũng có thứ ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn đó, thì hôm nay Tử Kha là người kế thừa ánh mắt đó nhưng tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn. Tiếp nhận ánh mắt của chàng, các chỉ đà khu và na tịch chỉ dị phải cho mày. Các chỉ đà khu miễn cưỡng nói, thiên tử đã có chỉ dụ nếu ngươi quy thuận thiên triều sẽ được sống, ngưng án truy nã sẽ được thu hồi ngược lại giết không tha tử kha cười khẩy rồi đanh giọng nói bổn thiếu gia chờ đợi các ngươi thực hiện chỉ dụ của cẩu hoàng đế đó cáp chỉ đà khu giết giọng người dám mạo phạm thiên tử nói giết lời cáp chỉ đà khu rú ống tay áo lớn tiếng quát buông tên những gã cung thủ đồng loạt buông tên khi những mũi tên vừa thoát ra khỏi cánh công thì một bức tường huyền ảo được tạo ra bằng khí công xuất hiện án ngữ trước mặt tử kha và những môn hạ của cổ mộ phái. Những mũi tên chạm vào bức tường huyền ảo đó bị sợn lại bay lơ lửng trong không khí, rồi tất cả rơi lộp độp xuống sàn nhà mổ. Sự biến huyền ảo đó khiến cho các chỉ đà khô lẫn na tịch trị dị cũng phải bảng hoàng. Cả hai quá đối sững sờ trước hiện tượng mà tử kha tạo ra. Các chỉ đà khu quát lên một tiếng thật lớn, hợp sức đại sĩ thiên lôi lời của các chỉ đào khu như cảnh tỉnh na tịch trị dị cả hai đồng loạt chắp tay vào nhau ngay lập tức trên đôi bản thổ của hai não xuất hiện hai quả cầu một đỏ một xanh na tịch trị dị giết giọng nói ta không tin tiểu tử đối phó được với đại sĩ thiên lôi lão nói dứt lời cùng với các chỉ đào khu đẩy hai quả cầu về phía tử kha hai quả cầu tụ khí hòa quyện với nhau rồi xoay tròn như một mũi rồi huyền dị công thẳng vào bức tượng huyền khí, âm, uhm. ngôi nhà mồ như rơi vào vùng chấn động dữ dội ngỡ như sắp sập xuống. sau tiếng sấm chưởng dữ dội đó, các chỉ đà khô và na tịch chỉ dị trượt dài đến tận cửa nhà mỏ. phía đối diện tử kha cũng bị đẩy về sau va lưng vào vách nhà mỏ. huỵch vĩ nhật lo lắng, tử kha lợi dụng tử kha giao thổ trưởng kênh với các chỉ đà khô và na tịch trị dị bọn cung thổ lại buông tên màn mưa tên rào rào hướng đến vĩ nhược và các môn hạ cổ mộ phái vĩ nhược hét lớn cùng với lời nói đó đôi mảnh lụa trong tay nàng cắt ra thửa hai quang dao long ngăn đỡ màn mưa tên mặc dù vĩ nhược đã rộng đến tuyệt học võ công nhưng màn mưa tên cũng lấy đi hơn mười môn hạ cổ mộ phái bọn hắc y sát thủ đồng loạt rút binh khí sông tới Tử Kha hú lên một tiếng như rồng ngân. Cùng với tiếng hú đó, thân ảnh chàng như bóng ma chơi loang loáng lướt thẳng vào bọn sát thủ quỷ công. Phối hợp với bộ pháp vô tướng thần bộ là những đa chỉ tiên ma. Nhưng giờ đây uy lực của nó còn hơn cả Trung Nguyên Khải hồi trước bởi Tử Kha đã luyện thành vô lượng thần công. Những đạo tiên ma chỉ chẳng khác nào những lưỡi tẩm xét xẻ ngang xẻ dọc. Chúng tựa như những lưỡi hái thần chết vẫy vùng trong bọn sát thủ quỷ cung. Chúng xuất hiện tới đâu thì lại có những thay đổi dạp xuống. Cùng với tử kha là những luồng khí trắng từ bốn góc nhà mò phun ra tỏa đầy khắp không gian. Các chỉ đã khô hết lớn, rút lôi. Ngay lập tức bọn công thủ rào rào rút ngay khỏi nhà mồ. Riêng bọn sát thủ quỷ công chỉ vòn vẹn còn lại vài người. Vừa thối bộ vừa lấm lét nhìn tử kha. Khi quan thiên triều rút cả rồi vĩ nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước lại bên tử kha. Huynh không sao chứ. Tử Kha nhìn nàng với ánh mắt ngại ngùng. Tài hạ đã hại cổ mộ phái, thiên triều sẽ biết tổng đàn phái cổ mộ. Vĩ Nhược lắc đầu, huynh đừng ngại. Nhà mồ này chưa phải là nơi sư phụ ngộ, cũng không phải là tổng đàn của phái cổ mộ. Đây chỉ là một phân đàn nhỏ của phái cổ mộ mà thôi. Thật vậy không? Vĩ Nhược gật đầu. Vĩ nhật đã chủ liệu trước. Vĩ nhật biết trước ư. Ừ. Nàng gượng cười rồi nói, khi gã sát thủ quỷ công tìm đến vĩ nhật vĩ nhật buộc phải hoài nghi rồi tử kha buông tiếng thở dài tài hạ không ngờ vị thanh lại là người của thiên triều không thể trách vị thanh được không động còn quy thuận thiên triều thì vị thanh có là gì chứ những danh môn chính phái còn hiện hữu trong võ lâm hẳn đều quy thuận thiên triều đại nguyên có lẽ vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây tử kha gượng cười vĩ nhật cô nương mặc dù chúng ta đã thắng họ nhưng chắc chắn cáp chỉ đà khô và na tịch chỉ gì không cho ta và cô nương cùng những huynh đệ kia rời khỏi đây đâu. Ý huynh nói, họ đã bày binh bố trận chờ chúng ta ra ngoài kia. Tử Kha gật đầu, tại hạ đoán như vậy. Họ nghĩ làm như vậy sẽ cản được vĩ nhược và tử Kha sao? Cho dù tử Kha có võ công tối thượng cũng không thể một mình đối phó với đại binh thiên triệu, uống chi. Vĩ nhược mỉm cười, vĩ nhược đã trù tính hết rồi nàng nhìn lại tất cả những người còn sống sót chúng ta chuẩn bị đi vĩ nhược lệnh cho mọi người gài hỏa hổ khắp nơi quanh nhà mồ rồi đưa tử kha cùng những người kia xuống một mật đạo nàng khởi động cơ quan đóng lại mật đạo rồi nói với tử kha thiên triều đại nguyên sẽ không bao giờ biết tại sao người của cổ mộ phái xuất hiện và biến đi như thế nào nàng nói dứt lời thì tử kha nghe có những tiếng nổ lớn phía trên nhà mộ ngay cả mật đạo cũng rung chuyển dữ dội Vĩ Nhật hối thúc mọi người nhanh bước. Khi họ ra khỏi mật đạo thì ngay cả mật đạo cũng đổ sụp xuống cùng với tòa nhà mộ kia. Cả ngôi nhà mộ đồ sộ chỉ còn là một đống hoang tàn chẳng còn nhận biết được nữa. Mọi dấu tích trong nhà mộ cũng bị xóa sạch chẳng để lại gì. Vĩ Nhật nói với những môn hạ phái cổ mộ. Mọi người hãy quay lại với thân phận của mình. Những môn hạ cổ mộ bước đến ôm quyền giáo Vĩ Nhật. Họ lẩn ngay đi mà chẳng để lại dấu tích gì tất cả môn hạ cổ mộ đi rồi vĩ nhược mới nói chúng ta sẽ đến cổ mộ gặp sư tôn vĩ nhược cô nương những huynh đệ đó đi đâu vậy nàng mỉm cười nhìn trang tử kha huynh thử nghĩ xem họ là ai nào tử kha lắc đầu huynh không biết họ là những người rất bình thường họ không phải là người của võ lâm đâu thậm chí trong những người đó có người chẳng biết võ công nhưng họ đều có nhiệt huyết khôi phục giang sơn xã tách Họ quay lại cuộc sống bình thường của mình để trở thời cơ. Thiên triều lập ra quỷ công để truy sát môn hạ cổ mộ phái. Nhưng làm sao quỷ công có thể tiêu diệt được cổ mộ phái? Cầu trùng đài cũng không biết được môn hạ cổ mộ phái là những con người rất bình thường. Thậm chí họ có thể là một kỹ nữ, nhưng khi cần thì sẵn sàng hy sinh mình vì giang sơn xã tắc. Nhờ có những con người bình thường đó, mà mọi hành tông của tử kha ví như họ đều biết. Sư tôn biết nên mới quyết định gặp tử kha. Tử Kha vô cùng bội phục sư tôn. Nàng lởm chẳng. Tử Kha đừng nói vuốt theo vĩ nhược đó. Nếu nói bội phục thì người đáng bội phục và đáng để mọi người ngưỡng mộ là phụ thân của Tử Kha huynh. Sát thần Trung Nguyên Khải. Lời nói này của vĩ nhược khiến Tử Kha không khỏi xúc động. Chàng nhìn nàng. Tử Kha biết nói thế nào khi nghe vĩ nhược thốt ra lời nói này. Gia phổ hẳn rất mãn nguyện vì trên quái tục sinh này vẫn còn có người nghĩ đến sát thần Trung Nguyên Khải khơi dậy dòng nước trên đài kim liên ai nằm được như gia phụ của huynh tử kha sẽ không để phụ thân thất vọng về mình chàng nói rồi mỉm cười nhìn nàng vĩ nhược nhìn tử kha nàng tử tốn nói chúng ta đi hai người rời bước theo mộ đạo vừa đi tử kha vừa hỏi sư tôn của vĩ nhược cô ngưng hẳn biết chân tướng cửu trùng đại khi nào gặp sư tôn người sẽ nói với huynh vĩ nhược không biết sư tôn có biết cửu trùng đại hay không nhưng có thể người biết một ít gì đó. Tử Kha gượng cười. Cuối cùng Tử Kha đã tìm đến đúng con thuyền mà mình phải đi. Hồi thứ 18, Điệp Điệp Tương Giao Thông Khác hẳn với trí tưởng tượng của Tử Kha, cổ mộ lại là tòa thạch lầu uy nghi tọa lạc trong một thông lũng. Vây bọc chung quanh là những dãy núi trùng điệp hiểm trở. Lối vào cổ mộ lại được bố trí trận pháp thiên na địa võng, mà nếu không có vĩ nhược có lẽ chẳng không thể nào vào được thung lũng của tòa bạch lầu cổ mộ trong thung lũng là một khung cảnh như bức tranh sơn thủy vừa hữu tình vừa thơ mộng tử kha đứng bên vòng cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà nghĩ thầm nơi đây chẳng khác nào quái bồng lai chứ đâu phải là chốn u linh như mình tưởng tượng chàng mỉm cười với ý niệm đó tử kha nghe tiếng bước chân sau lưng mình chàng quay lại đập vào mắt chàng là một trung phụ ngoài tứ tuần Trung phụ vận phục trang trắng toát ở à, trung phụ lộ ra vẻ uy nghi. Tử Kha nhổ thầm trong đầu, hẳn vị phu nhân này là chủ nhân cổ mộ, không phải là trưởng môn phái cổ mộ. Tử Kha ôm quyển, phán bối trung tử Kha tham kiến ngưng ngưng. Khẽ gật đầu trung phụ bước đến trước mặt chàng, thiếu hiệp không còn phải đa lễ như vậy. Ngưng Nương là sư tôn của vĩ nhược cô nương, trung phụ gật đầu. Ta là phổ dung tiên tử, chủ nhân của cổ mộ đồng thời cũng là trưởng môn phái cổ mộ. Tử Kha nhìn phù dung tiên tử, mặc dù chỉ mới ngoài tứ tuần nhưng hai khóe mắt phù dung tiên tử đã có dấu chân chim, chứng tỏ người đã chăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Tử Kha ôn nhu nói, được nâng nương cho diện kiến Tử Kha vô cùng hoan hỷ, những gì Tử Kha thấy và nghe, Tử Kha vô cùng ngưỡng mộ và cảm kích tiên nương. Điểm nụ cười mỉm phù dung tiên tử tử tốn nói, người đang ngưỡng mộ không phải là ta đâu người đang để công tử ngưỡng mộ và cảm kích chính là sát thần trung nguyên khải phổ thân của công tử tử kha gượng cười những lời của nương nương thốt khiến tử kha mãn nguyện vô cùng gia phổ có ra đi cũng ngậm cười nơi chín suối tử kha ôm quyển nương nương xin nhận nơi tử kha một xá để tỏ lòng tôn kính người chàng nói rồi toan hành xá nhưng phổ dung tiên tử đã cản lại không cần thiết như vậy đâu hãy để những gì ngưỡng mộ nhau trong lòng cung kính không bằng phụng mạng nhìn vào mắt chàng phù dung tiên tử ôn nhu nói tử kha theo bổn nương chàng gật đầu Phổ dung tiên tử đưa chàng đến một gian thạch thất vào trong gian thạch thất đó rồi Phổ dung tiên tử mới đóng cửa thạch môn lại sự cẩn trọng của Phổ dung tiên tử khiến tử kha nghĩ thầm người sợ có ai đó biết được bí mật mà người sắp nói tử kha nghĩ thầm chẳng lẽ ngay trong cổ mộ cũng có nội gián của thiên triều chàng nghĩ như vậy nhưng rồi lắc đầu xua ý niệm đó ra ngoài bởi không tin trong thông lũng có nội gián tử kha tò mò nhìn phù dung tiên tử chàng nói nương nương có điều chi chỉ giáo cho tử kha nhìn lại chàng phù dung tiên tử tử tốn nói tử kha hẳn đã biết ngày hôm nay chỉ duy nhất có cổ mộ phái là môn phái duy nhất đối kháng lại thiên triều và cựu chủng đại tử kha gật đầu Vãn bối đã biết điều đó. Bổn nương không nói đến thiếu lâm và võ đang Thiếu lâm và võ đang đã bế môn, họ muốn đứng ngoài cuộc. Cầu trùng đài trở thành thế lực thống trị võ lâm, nhưng chẳng một ai biết chủ nhân đích thực của cầu trùng đài. Cầu trùng đài giống như chiếc ô che kín bầu trời võ lâm trung nguyên. Mặc dù gia phụ của công tử đã khơi dậy quốc khổn. nhưng chiếc ô của cầu trùng đài quá lớn. Các anh hùng hảo hán cứ như bị trói tay trói chân họ như bị giam trong chiếc ô đó mà không định được phương hướng của mình thậm chí người nào có ý niệm kháng lại thiên triệu thì đã bị cửu trùng đài ra tay trước rồi buông một tiếng thở dài phù dung tiên tử nói tiếp để võ lâm có thể khởi phát trước tiên cần phải tiêu diệt cho được cửu trùng đài tử kha ôm quyển nói tiên nương ván bối cũng có ý đó nhưng thú thật ván bối cũng không biết chủ nhân đích thực của cửu trùng đài thế lực của cửu trung đài như thế nào văn bối cũng chưa nắm được có điều văn bối biết thế lực của cửu trung đài rất lớn nên mới có thể thống trị được võ lâm chàng nhìn phổ dung tiên tử theo cô cô của văn bối cho biết thì người duy nhất biết cửu trung đài là ai người đó chính là thiên tử thiên triều đại nguyên kế sách này là của thiên triều để đối phó lại với võ lâm trung nguyên tất nhiên thiên tử phải biết cửu trung đài là ai rồi Thế nhưng ai có thể buộc thiên tử nói ra bí mật đó? Tiếp cận được thiên tử đã khó, còn bắt thiên tử đại nguyên nói ra bí mật cửu trùng đại. Bọn nương nghĩ còn khó hơn cả chuyện hái sao trên trời. Không động trưởng môn cho văn bối biết, lạc thành công chủ có thể biết bí mật này. Phổ dung thiên tử lắc đầu, tử kha có tin trương thiên hoàng không? Tử kha giờ không tin trương trưởng môn nữa. Tử kha không tin thì bổn nương nói thật, trương thiên hoàng không đáng tin, không có lạc thành công chủ nào biết bí mật của cửu trùng đại ngoài thiên tử thiên triệu chẳng qua họ chỉ tương kế tử kế ngõ hậu lợi dụng tử kha tìm ra tung tích của thái sở lệnh phủ lục tôn trực tử kha nhìn phổ dung tiên tử vậy nương nương có nghĩ tử kha đã gặp thái sở lệnh phủ chưa lúc này bổn nương chưa quan tâm đến điều đó tử kha có gặp thái sở lệnh phủ lục tôn trực thì cũng chưa phải lúc để nói ra tử kha gượng cười chẳng nói Thiên Triệu và Cẩu Trong Đài đều rất quan tâm đến Thái Sở Lục Tôn Trực. Bổn Nương biết, Nương Nương không quan tâm. Bổn Nương là trưởng môn phái Cổ Mộ, tất là cái gai trong mắt Thiên Triệu. Nếu ta biết về Lục Tôn Trực Tiên Sinh, nếu chẳng may có điều gì bất chắc xảy ra, không che giấu được hành tung của Tiên Sinh Thái Sở Lệnh Phu. Buông tiếng thở dài, phổ dung tiên tử nói. Thiên Triệu càng đắc lợi hơn, thà rằng không biết thì hơn. Nương Nương không muốn biết tử kha sẽ cho nương nương biết tử kha đã gặp thái Sở tiên sinh rồi tử kha thiếu hiệp đã gặp rồi ư vãn bối đã gặp người rồi tốt quá nương nương có thể cho tử kha biết vì sao thiên triều và cửu trùng đài lại quan tâm đến thái Sở lục tôn trực tiên sinh theo bổn nương biết thì lục tiên sinh đã giữ ngọc ấn đó là điều quan trọng nhất mà thiên triều muốn có lục tiên sinh đã không nói với tử kha điểm này nhưng cô cô thì lại muốn tử kha gặp lục tiên sinh. Phổ dung tiên tử cận cậy. Ý của hai người đó làm sao bổn nương hiểu được. Tử kha ôm quyển. Ngương ngương. Nếu tử kha đoán không lầm. Nương nương muốn gặp tử kha lần này chắc muốn giao cho tử kha một trọng trách. Nếu tử kha là người có cùng tôn chỉ với bổn nương. Khôi phục giang sơn sáng tắc. Đúng. Tử kha mỉm cười rồi nói nương nương hãy đoán xem trung tử kha có cùng tôn chỉ với nương nương không bổn nương nghĩ có đa tạ nương nương đã cho tử kha đi chung thuyền với nương nương phù dung tiên tử nhìn sâu vào mắt chẳng. nếu không nghĩ điều đó bổn nương đã không theo dõi tử kha mỗi bước đi của tử kha phù dung tiên tử đều chú ý đến bởi nương nương nghĩ trọng trách sắp giao chỉ có mình tử kha có thể thực hiện được phù dung tiên tử gật đầu không sai trọng trách này chỉ có mình tử kha thực hiện được không một ai thực hiện được nương nương hãy chỉ giáo cho tử kha bí mật về cửu trùng đại tử kha đang đi tìm bí mật đó bí mật của cửu trùng đại chỉ có mình thiên tử biết tử kha sẽ tìm đến thiên tử thiên triệu phổ dung tiên tử lắc đầu không cần người ta nghĩ như vậy thôi nhưng còn có người thứ hai biết được bí mật của cửu trùng đại ai Phổ dung tiên tử bước đến trước bức vách chính điện người đẩy bức bình phong qua bên sau bức bình phong là một kệ thờ trên có bài vị và bức chân dung của một người người có đôi mắt thật ưu hoài và xa thẳm tử kha tò mò nhìn phổ dung tiên tử chẳng nghĩ thầm người chết đâu nói được gì phù dung tiên tử ngắm nhìn bức chân dung một lúc rồi nhìn lại tử kha lộ bình nghị tử kha ôm quyền thổ lễ rồi nói nương nương hiện thời lộ tôn giá đang ở đâu ngọc diện của phù dung tiên tử lộ vẻ ưu hoài người ôn nhu nói trong đại nội tử kha nhau mày chẳng miễn cưỡng nói lộ tôn giá sao lại ở trong đại nội nhìn tử kha phổ dung tiên tử ôn nhu nói bởi vì người là thái giám lời nói này của phù dung tiên tử khiến tử kha càng tò mò hơn phù dung tiên tử như đọc được ý niệm trong đầu tử kha gượng điểm nụ cười tử kha hẳn thắc mắc lắm sao lộ bình nghị lại càng không muốn làm thái giám nhưng vì giang sơn xã tắc này vì người là người của phái cổ mộ nên mới hy sinh bản thân mình chỉ có làm thái giám trong triều nội lộ bình nghị mới có thể tìm ra bí mật cầu chủng đại tử kha ôm quyền tử kha không biết nói gì bây giờ những gì trung tử kha biết về phái cổ mộ tử kha chỉ còn biết ôm quyền cúi đầu ngưỡng mộ những trưởng tôn của phái cổ mộ Phổ Dung Tiên Tử gượng cởi rồi nói. Khi bổn nương nghe thông tin về Tử Kha, bổn nương đang nghĩ chỉ có Tử Kha là người duy nhất có thể gặp lộ bình nghị. Theo ý của nương nương, lộ tôn giá biết bí mật của cửu trùng đại. Phổ Dung Tiên Tử gật đầu. Đây là chuyện hệ trọng không một ai được biết. Nếu như lộ ra ngoài, lộ bình nghị sẽ chết không toàn thây và cũng chẳng còn cơ hội nào để biết về cửu trùng đại. Nương nương muốn giao trọng trách này cho Tử Kha phổ dung tiên tử nhìn chẳng tử kha nhận trọng trách này và đảm bảo hoàn thành nó chứ tử kha bước đến án thờ có chân dung của lộ bình nghị lộ tôn giá tử kha sẽ gặp người nói dứt lời tử kha hành đại xá nhìn lại phù dung tiên tử tử kha trang trọng nói ngưng ngưng hãy giao trọng trách này cho tử kha Phổ dung tiên tử mỉm cười được ta tin vào tử kha Phổ dung tiên tử rút cây châm có hạt dạ minh châu cài trên búi tóc đặt vào tay chàng. Đây là tín vật giữa bổn nương và lộ bình nghị huynh. Chỉ cần tử kha cho lộ bình nghị thấy cây châm này tất huynh ấy sẽ biết tử kha là người của bổn nương phải đến. Nhìn lại phổ dung tiên tử tử kha trang trọng nói. Chắc chắn lúc này đây họ nghĩ tử kha đang tìm một nơi nào đó ẩn tích chứ không ngờ rằng tử kha lại quay về trưởng an. Phổ dung tiên tử nhìn thẳng vào mắt chàng bổn nương không nghĩ ra điều này đây cũng là cái lợi bất ngờ vẫn hơn khi cửu trùng đài phát hiện được thì trở tay không kịp vậy tử kha sẽ lên đường ngay bây giờ chứ phù dung tiên tử như mày bổn nương có ý này tử kha bí mật quay lại trường an trong khi đó ta sẽ phá những cao thủ cổ mộ phái giả dạng làm tử kha xuất hiện ở một nơi khác tử kha sẽ dễ dàng hành sự hơn những người giả dạng tử kha sẽ chết ở đâu mà không có sự hy sinh Tử Kha buông tiếng thở dài. Phù Dung Tiên Tử nhìn chàng, người từ tốn nói: Tử Kha, nếu Tử Kha gặp được lộ Bình Nghị, nói với huynh ấy rằng Phù Dung Tiên Tử vẫn là Phổ Dung Tiên Tử như thuở nào. Trong tâm của Phù Dung Tiên Tử chỉ có một mình lộ huynh thôi. Tử Kha không khỏi xúc động với câu nói này, chẳng nghĩ thầm: Hẳn ra lộ Bình Nghị tôn giáo là tình năng của Phù Dung Tiên Tử, nhưng hai người vẫn quyết định hy sinh tình yêu đó vì Giang Sơn xã tắc Trung Nguyên. Tử Kha buông tiếng thở dài. Tử Kha sẽ truyền đạt di ngôn của ngưng ngưng đến lộ tôn giá. Lộ huynh hẳn rất mãn nguyện khi nghe lời nói này. Vĩ Nhược và Tử Kha đứng trên một gành đá. Hai người dõi mắt nhìn vầng nhật quang đang chìm xuống đường chân trời chỉ còn nằm một vầng nhật mộ. Khung cảnh trong thông lũng cổ mộ khỏa lớp dáng chiều hoàng hôn càng tạo ra vẻ hữu tình và thứ mộng. Vĩ Nhật ôn nhu nói, Tử Kha Huynh biết vị thanh tiểu thư là người của quỷ công chàng có buồn không? Nếu vĩ Nhật là tử kha sẽ hiểu tử kha như thế nào? Huynh buồn lắm phải không? Buồn nhưng phẫn nộ, tử kha không ngờ mình lại bị vị thanh lợi dụng như một con cờ. Nàng ta dụng huynh để tìm ra tung tích của thái sử lục tiên sinh đặng hầu phục cho thiên triệu. Tử kha gượng cười nhìn vĩ nhật nếu không có vĩ nhật. Vĩ nhật nhướng mày, vĩ nhật có làm gì đâu nếu không có vĩ nhược tử kha đang là con cờ mãi mãi trong tay trương vị thanh không biết chuyện đó sẽ còn dẫn đến chuyện gì nữa nếu không có vĩ nhược kịp thời xuất hiện tử kha chưa chắc đã còn đứng được ở đây lòng người gian trá khó lường hết được vĩ nhược nhướng đôi chân mày vòng nguyệt huynh đã bắt đầu hoài nghi về con người tử kha gật đầu vị thanh hành sự khiến cho trung tử kha phải hoài nghi về con người vậy với người của cổ mộ phái tử kha huynh có hoài nghi không Tử Kha nhìn nàng rồi lắc đầu, không. Thế mà Vĩ Nhược cứ nghĩ huynh hoài nghi cả người của phái cổ mộ. Đối với người của phái cổ mộ, huynh chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Vĩ Nhược lườm trang rồi nhỏ nhẹ cất giọng nói, Tộc Vĩ Nhược hỏi thật, Tử Kha huynh điều này nhé. Nàng hỏi đi. Lúc đi chung với Trương Vĩ Thanh, hẳn Tử Kha huynh đã có tình với Vĩ Thanh tiểu thư. Tử Kha gượng cười hỏi ngược lại nàng. Vĩ Nhược nghĩ như vậy, tại sao? Vĩ Nhật nghĩ huynh đã có tình với Vị Thanh, bởi vì ngay lúc phẫn nộ nhất Tử Kha vẫn không thể chút cân phẫn nộ đó lên Vị Thanh, nàng mỉm cười, "Vĩ Nhật nói có đúng không?" Tử Kha lưỡng lự rồi nói, "Đó không phải là tình, nói đúng hơn Tử Kha có mến Vị Thanh, tình thì Tử Kha không bao giờ nghĩ đến khi còn trọng trách trên vai mình, nhưng xét về mặt nào đó trong tâm của Tử Kha có Vị Thanh. Huynh là người đa cảm, nhưng không thiếu sự lạnh lùng và quyết đoán." nàng nhìn chàng tử kha tiếp nhận ánh mắt của nàng ôn nhu nói qua chuyện của vị thanh tử kha phải tránh xa bóng tình của nữ giới tử kha huynh chuyển từ thái cực này sang thái cực khác như thế không tốt đâu sao lại không tốt nếu như có một trang nhi nữ nào đó yêu huynh thật lòng thì sao tử kha cười khẩy rồi đáp lời nàng nếu có trang nhi nữ đó tử kha sẽ nói với nàng ta rằng hãy quên tình yêu đó đi tử kha không phải là người sống trong mộng mị tình yêu trang mỉm cười rồi nói tiếp còn nếu như trang nhi nữ kia vẫn khư khư giữ lấy tình của mình thì hãy chờ đợi khi nào tử kha làm xong phận trách của mình chẳng có ai chờ đợi được đâu tình yêu khó mà đoán trước lắm đó trong tình yêu có tất cả mọi thứ vui buồn giả dối và đau khổ thậm chí có hy sinh và sự chết chóc nữa tử kha nhau mày Nghe Vĩ Nhật nói từ Kha có cảm tưởng Vĩ Nhật đã từng kinh qua tình yêu. Vĩ Nhật rắc đầu. Vĩ Nhật chưa yêu ai bao giờ. Thế sao Vĩ Nhật dành dẽ tình yêu như vậy? Vĩ Nhật biết được tình yêu là do hiểu được sư nương. Sư nương cũng đã từng hưởng những thời khắc vui vẻ. Cũng đã từng hy sinh và đau khổ tột cùng. Tình lang của sư nương chính là lộ bình nghị tôn giá. Ý từ Kha Huynh biết À? Tử Kha gượng cười, Tử Kha chỉ đoán như vậy thôi. Tử Kha dõi mắt nhìn về phía vầng nhật mộ trang trầm giọng đọc một bài thơ. Bi ca khả dĩ đương khấp, viễn vọng khả dĩ đương quy. Tự niệm cố hương, uất uất lũy lũy. Dục quy ra vô nhân, dục độ hà vô thuyền. Tâm tư bất năng ngôn, trưởng trung xa luân chuyển. Tạm dịch, bi ca có thể xem như khóc, nhìn ra có thể xem như vẻ tưởng nhớ cô hương buồn đau biết mấy muốn trở về nhà không còn ai muốn sang sông thuyền bè không có tâm tư không thể thổ lộ lòng rối như bánh xe quay vĩ nhật nhìn sang chẳng tử kha huynh cũng có tâm sự làm người ai không có tâm sự nhưng tâm sự của huynh thì không thể thổ lộ với ai cả có tâm sự thổ lộ được có tâm sự không thổ lộ cùng với ai được cũng như tâm sự của sư nương chàng nhìn nàng mỉm cười từ tốn nói tâm sự của sư nương của muội không thể thổ lộ được nhưng tâm sự của tử kha có thể thổ lộ được tử kha còn có người để tỏ bày tâm sự của mình nhưng sư nương thì không có ai cả vậy ư ừ, người tử kha huynh có thể thổ lộ tâm sự là ai vậy chàng nhìn vĩ nhược điểm một nụ cười mỉm người mà tử kha có thể thổ lộ tâm sự chính là tục vĩ nhược đó mặt nàng nóng hỏi và đỏ bừng lên vĩ nhược lườm tử kha huynh trêu cợt muội tử kha nói thật đó nàng cho mày phụng phịu nói sao tử kha huynh lại chọn vĩ nhược là người để huynh tỏ bày tâm sự vĩ nhược đâu có đẹp như vị thanh tiểu thư sắc đẹp của mỹ nhân không phải là thước đo con người để tử kha chọn ngay từ khi tử kha còn nhỏ chưa biết gì cô cô đã từng huấn thị sắc đẹp chỉ là sự phù phiếm không bao giờ tồn tại với thời gian Thế thì Vĩ Nhật có gì mà Tử Kha Huynh chọn làm người tâm sự? Vì Vĩ Nhật là anh Thư. Tử Kha Huynh cho Vĩ Nhật là anh Thư. Người của cổ mộ phái nếu là nam nhân là anh hùng hảo hán. Nếu là nữ nhân thì đúng là anh Thư. Tử Kha Huynh cao tụng cổ mộ phái của sư nương quá rồi đó. Huynh nói bằng tâm của mình. Nếu tất cả những danh môn đại phái trong giang hồ đều quy thuận cửu trùng đại và thiên triều thì Duy có phải cổ mộ là biệt lập đối kháng lại những thế lực khổng lồ đó. Nếu không là anh hùng, không là anh thư, sao lại có hành động đó được chứ? Huynh cũng là một anh hùng hảo hán, tử kha gận cười. Đến đợt vĩ nhật quá lời khen ngợi Huynh rồi. Vĩ nhật cũng nói bằng thành tâm của mình. Nàng nhìn về ánh nhật mộ, tử kha Huynh sắp ly khai khỏi cổ mộ rồi. Huynh sẽ rời khỏi cổ mộ, Vĩ Nhược buông tiếng thở dài Nghe nàng thở dài tử kha nhìn sang hỏi Vĩ Nhược đang có tâm sự gì Vĩ Nhược và tử kha huynh gặp nhau Chưa được bao lâu thì lại chia tay nhau Không biết đến bao giờ mới gặp lại Nói dứt lời nàng lại buông tiếp một tiếng thở dài nữa Nàng dõi đôi thu nhãn nhìn dáng chiều đỏ ối Chân trời phía tây giờ chẳng còn vầng nhật mộ Mà chỉ còn dáng chiều đỏ ửng Dáng chiều đỏ ửng đó rồi cũng nhạt dần Để nhường không gian cho màn đêm đang lan tỏa dần chẳng bao lâu sau cả khoảng không gian đã sẫm hẳn những vì sao đêm bắt đầu ló dạng trên bầu trời và đêm cũng trùm xuống thông lũng cổ mộ vĩ nhật nhìn sang tử kha bao giờ vĩ nhật mới được gặp lại huynh làm sao tử kha trả lời vĩ nhật câu hỏi này được chàng gượng điểm nụ cởi mỉm nếu có thể trả lời vĩ nhật câu hỏi này tử kha chỉ còn biết dùng hai tiếng định số tử kha gặp lại vĩ nhật hay không là do định số Nàng buông tiếng thở dài rồi nói Huynh có nghĩ Vĩ Nhật chia tay Huynh rồi sẽ nhớ Huynh không? Tử Kha mím môi vào nhau chàng nhìn vào mắt tộc Vĩ Nhật Tử Kha cũng sẽ nhớ đến Vĩ Nhật Huynh còn có vị thanh trong tâm mình Tử Kha lắc đầu Tử Kha không bao giờ nhớ đến Trương Vĩ Thanh Nếu có gặp nàng trên đường giang hồ Thì nàng ta cũng là kẻ xa lạ với Huynh Tử Kha và vị thanh không cùng chí hướng Không cùng một con đường vị thanh có đường của vị thanh và ngược lại tử kha có con đường của tử kha vĩ nhược mỉm cười nàng tử tốn nói tử kha huynh nên để tâm điều này điều gì vị thanh tiểu thư không để yên cho huynh đâu sao vĩ nhược biết vĩ nhược là nữ nhân ngày hôm đó trong nhà mở, vị thanh đã nói nàng ta hận huynh một khi nhi nữ nhân đã hận nam nhân thì cái hận đó sâu hơn biển cả cao hơn thái sơn Vĩ Nhật nhắc đến điều này để Huynh cẩn trọng đề phòng. Huynh sẽ nhớ lời nói này của Vĩ Nhật. Vĩ Nhật lo Huynh khó thoát được mối hận tình này. Vĩ Nhật lo, nàng gật đầu. Khi nữ nhân hận tình thì tự họ sẽ có cái ác tâm cực độc mà cổ nhân thì đã có câu. Vô độc bất trưởng phu, tối độc phụ nhân tâm. Hẳn Huynh hiểu câu nói đó chứ. Vĩ Nhật lo trương vị thanh nạt độc phụ tối nhân tâm. Vĩ Nhật buông tiếng thở dài. Vĩ Nhật không dám nói xấu Vị Thanh, nhưng Vĩ Nhật tự đặt mình vào chỗ của Vị Thanh tiểu thư. Nếu như Vị Thanh có tình với huynh, nhất định Vĩ Nhật cũng chẳng khác gì nàng. Tử Kha gượng cười rồi nói: May mắn Vị Thanh không có tình với Tử Kha. Sao huynh biết như vậy? Nếu Vị Thanh có tình thì đã không lợi dụng huynh. Vĩ Nhật lắc đầu. Tình yêu khó định trước lắm và không sao đoán được. Có thể Vị Thanh tiểu thư yêu huynh. Chính vì tình yêu đó mà vị thanh không muốn huynh dám thân vào chốn nguy hiểm. Vị thanh làm tất cả để cản tử kha lại, đặng giữ tử kha. Vị thanh lập công với cử trồng đài và thiên triều là muốn giữ huynh thì sao? Tử kha im lặng chàng suy nghĩ một lúc rồi nói, vị thanh đã sai rồi. Làm con người thì ai lại không mắc sai lầm nào, nhân vô thập toàn mà. Cái sai của vị thanh tử kha không chấp nhận được, cho dù cái sai đó khởi phát do tình yêu của nàng ta Thì tử kha cũng không chấp nhận Nhưng tử kha tin vị thanh không có tình với huynh Nàng lờm tử kha Huynh cố chấp Thả ra tử kha nói Con người của huynh là như vậy đó Hai người đối mặt nhìn nhau tử kha nói Đêm đã buông xuống rồi Thời khắc huynh ly khai cổ mộ cũng đã đến Tử kha gật đầu chàng nắm lấy tay tộc vĩ nhật Nàng đã yên tay mình trong tay chàng khi tử kha ly khai rồi vĩ nhật bảo trọng Người bảo trọng chính là Huynh Mọi biết lần viễn du này của Huynh lành ít dữ nhiều Huynh đã chấp nhận thiên chức của mình Thì đâu nghĩ đến chuyện lành dữ nữa Nhưng muội lo cho Huynh Tử Kha tin một ngày nào đó Trung Nguyên sẽ vượt qua những ngày đen tối này. Giang sơn của người Hán sẽ quay về với người Hán. Vĩ Nhật gượng cười, nàng gật đầu. Giang sơn của người Hán sẽ trở về với người Hán tử kha nắm hai bàn tay chàng huynh sẽ ngao du khắp cõi giang hồ với tâm trạng hoan hỉ tột cùng vĩ Nhật sẽ cùng đi với huynh hai người nhìn nhau mỉm cười tử kha rời cổ mộ phái ngay trong đêm đó chàng rời thung lũng cổ mộ trong bộ lốt thương nhân mà chẳng hề mang theo một dự định gì một phương án gì và sẽ gặp ai tại trường an tử kha chẳng hề có ý định gì cả ngoại trừ một ý niệm duy nhất là phải đến trường an gặp cho được lộ bình nghị. Ngoài ý niệm đó ra là sự vấn vương mà chàng đã có tại thông lũng cổ mộ. Tử Kha nghĩ về phổ dung tiên tử với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng của mình. Nghĩ đến tục vĩ nhược một sự sao xuyến dàn trải khắp tâm thức chàng. Khi vầng nhật quang đang lên quá ngọn cây, Tử Kha dừng cố xe độc mã trước một khách điếm thị trấn Nam Dương. Gã tiểu nhị bước ra, gọi một ít thức ăn và vò rượu hai cân, Tử Kha để mắt đến những gã hán nhân vận võ phục, ba gã đó có vẻ như chờ đợi người nào đó. Khi gã tiểu nhị bày thức ăn và rượu ra bàn rồi lui bước, Tử Kha vừa bưng vò rượu định chuốc ra chén thì vị thanh cùng với một trang vương tôn công tử bước vào. Tử Kha thấy vị thanh liền quay mặt chỗ khác để né tránh, sợ nàng có nhận ra chẳng. Ba gã hán nhân đồng loạt đứng lên ôm quyển. Chúng môn hạ đã trở tiểu thư. Tử Kha nhau mày chẳng nghĩ thầm, Tại sao mình lại tao ngộ với nàng ta ở đây nhỉ? Đúng là oan gia hay hữu duyên, thật là nực cười. Nếu vị thanh nhận ra mình chẳng biết nàng ta sẽ như thế nào. Ý niệm đó trôi qua tử Kha điểm nụ cười mỉm. Vị thanh chấp một tay sau lưng hỏi ba gã môn hạ không động phái. Cố xe độc mã động ngoài kia của ai vậy? Nghe nàng hỏi câu này tử kha không khỏi bối rối. Chàng sợ rằng vị thanh sẽ bước qua bản mệnh. Tất nhiên nàng sẽ dễ dàng nhận ra tử kha. Tử Kha nghĩ thầm nếu vị Thanh bước qua đây nhất định nàng ta sẽ nhận ra mình. Mình không muốn vị Thanh nhận ra mình. Tử Kha tự trách tại sao bước vào khách điểm này. Gã đại hán chỉ về phía Tử Kha. Tiểu thư cố xe kia là của gã thương nhân đó. Vị Thanh nhìn Tử Kha là không nhận được ra chàng bởi chỉ thấy lưng của Tử Kha và chàng này đã cải trang thành một thương nhân. Vị Thanh vờ rộng bước qua bàn của Tử Kha thì một chàng cười khanh cách cất lên ngoài cửa tử điếm. Cùng với chàng tiếu ngạo đó một người vận phục trăng lè loẹt bước vào. Lão có bộ mặt trông thật quái gở, cánh mũi thô và to như lỗ mũi trâu. Đôi mắt thao láo chỉ có tròng trắng bảy chồng đen quá nhỏ, cái miệng rộng như thể kéo dài đến mang tay. Vị thanh vừa thấy người đó bước vào liền bỏ ngay ý định bước qua bàn của tử kha, nàng ôm quyền thổ lễ nhỏ nhẹ nói. Tiểu nữ chỉ sợ độc chủ không đến, độc chủ cao thiên nhậm cười pháo lên lão vừa cười vừa nói ha 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 lão phu không đến gặp ánh nữ của trương trưởng môn mới là chuyện lạ đó vị thanh tử tốn nói mời trưởng môn hai người ngồi xuống bàn đối diện với nhau gã tiểu nhị bày thức ăn và hảo tử ra bàn hai người vị thanh chuốc rượu ra hai chén tiểu nữ kính trưởng tôn một chén rượu cao thiên nhậm bưng chén gật đầu tốt tốt uống lão dốc chén rượu chút vào miệng cái miệng rộng quá khổ của độc thủ cao tiên nhậm không giữ được số rượu vừa chút vào. Nên có hai dòng rượu chảy ra hai mép lão. Lão giống ống tay áo trùi hai vẹt rượu đó. Độc thủ cao thiên nhậm nhìn vị thanh. Phải chi cao bình tuyên của lão phu còn sống. Nha đầu với cao bình tuyên đúng là một cặp uyên ương xứng đôi vợ lứa đó. Lão nói dứt lời vuốt cảm hơi ngẩng đầu như muốn ngắm nghĩa dung mạo của vị thanh. Mặc dù thấy độc thủ cao tiên nhậm nhìn mình với vẻ hài hước như vậy và cũng nghe lời nói kia của lão nhưng nàng chẳng có chút biểu cảm gì vị thanh mỉm cười rồi nói tiểu nữ nghe nói cao công tử chết bảy tay của trung tử kha nha đầu chỉ nghe thôi còn lão phu thì chắc chắn như vậy nếu như lúc này đây lão phu gặp được tên tiểu tử thối đó nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh nếu không thì cũng biến gã thành một đống thịt thối bầy nhầy mà lũ kèn kèn cũng ghê nghe trưởng tôn nói vị thanh có thể đoán trưởng tôn hận tử kha thấu xương thấu trụy sao không hận gã tiểu tử thối đó đã giết cao bình tuyên đã là cái hận thấu xương thấu cốt nó phu rồi y giết cao bình tuyên chẳng khác nào muốn nhổ nước bọt vào mặt nó phu sỉ nhục độc môn hồ nhạt một tiếng cao thiên nhậm nói tiếp cái hận này lão phu chỉ có thể rửa bằng máu thôi lão phu thể sống không đội trời chung với tên tiểu tử thối trung tử kha đó có lá phu trong trời đất trung nguyên này thì nhất định không có gã vị thanh ôm quyển vậy độc thủ trưởng tôn biết gì về tử kha nghiến răng ken két cao thiên nhậm gắt giọng nói lão hổ chưa biết nhiều về hắn nhưng nghe giới võ lâm truyền đạt thì gã tiểu tử đó cũng rất lợi hại nhưng cho dù gã có lợi hại thế nào thì độc thủ cao thiên nhậm cũng bóp chết gã trong tay mình Như không dằn nổi cơn phẫn uất chật bùng cháy dữ dội trong tâm Lão với tay bưng cả vò rượu dốc lên miệng tu ẩn ực. Rượu chảy tràn ra hai bên mép độc thủ cao thiên nhậm. Chờ cho độc thủ cao thiên nhậm đặt vỏ rượu xuống bản vị thanh mới tử tốn nói. Độc thủ không biết rõ về tử kha nhưng vị thanh này biết rất rõ về tử kha. Vị thanh mạn phép nói cho độc thủ biết về tử kha vậy. Nói đi, nàng mỉm cười ôn nhu nói. Tôn giáo hẳn biết nhị vị pháp sư cáp chỉ đà khô và na tịch trị dị chứ. Lão phu biết cả hai người đó liên thủ cũng không đánh bại được trung tử kha mặc dù cả hai có được sự hỗ trợ của quỷ công và quan binh thiên triệu cao thiên nhậm mở to mắt hết cỡ có chuyện đó sao nếu tôn giá không tin thì tìm bất cứ ai thuộc cổ mộ phái họ sẽ nói cho tôn giá biết bằng như không có người của phái cổ mộ thì tôn giá cứ trực tiếp gặp nhị vị thần pháp cấp chỉ đà khu và na tịch chỉ dị chuyện này thật là khó tin khó tin nhưng lại là sự thật, sự thật thì phải tin. Vị thanh đứng lên nàng nhìn độc thủ cao thiên nhậm. Nếu như độc thủ muốn lấy mạng tử kha, chuyện đó e rằng rất khó. Thậm chí tôn giá có thể gặp nguy hiểm, nhưng vị thanh có thể giúp tôn giá. Nàng nói rồi cúi xuống nhỏ nhẹ nói vào tay độc thủ cao thiên nhậm. Chẳng biết vị thanh nói gì mà độc thủ cao thiên nhậm trố mắt nhìn nàng. Vị thanh nhìn lão mỉm cười. Cao thiên nhậm nói, nha đầu cần thứ đó để làm gì? Lão vốt cảm nhìn vị thanh chậm chậm như muốn nuốt chửng nàng vào đôi mắt lồi Lão lắc đầu nói. Vị thanh là một mỹ nhân mà. Nụ cười mỉm vẫn động trên hai cánh môi của vị thanh nàng ôn nhu nói. Vị thanh cần đến những thứ đó để đổi lại vị thanh có thể giúp tôn giá. Độc thủ bưng vò dậu tu luôn một ngụm dậy. Lão đặt vò dậu xuống bàn nhìn nàng rồi chợt phá lên cười. Tiếng cười của lão nghe thật khả ố và tiềm ẩn sự dung tục cực kỳ chẳng biết vị thanh hiểu được gì trong tiếng cười của độc thủ cao thiên nhậm mà sắc diện nàng bớt sắc đỏ hẳn lên độc thủ cao thiên nhậm cắt ngang chẳng kiếu ngạo rồi nói ta không ngờ anh nữ của khương thiện hoàng trưởng môn không động phái cũng thích điều đó này ai là người vị thanh muốn dụng đến thứ đó vậy vị thanh nhướng mày chuyện đó không liên quan đến tôn giá tôn giá cứ nghĩ đây là chức nghiệp mà vị thanh đã nhận lãnh của quỷ công độc thủ khoát tay đổ rồi đổ rồi lão vừa nói vào lấy trong ống tay áo ra một túi gấm nhỏ cơ bàn tay đưa đến trước thứ vị thanh cẩn đây Độc thủ cao thiên nhậm thốt ra câu nói đó và đôi mắt lồi chăm chăm nhìn vào vùng thượng đẳng của nàng tất nhiên vị thanh nhận ra ngay ánh mắt soi mói của lão độc vật nhưng nàng vờ như không nhận biết ánh mắt của lão lão độc vật lườm nàng nhưng tự tốn nói nếu như vị thanh tiểu thư muốn rộng thứ đó với ta thì không cần phải tốn công đâu thậm chí cũng không nhất thiết rộng đến nó. Vị thanh nhướng mày nàng giả lạ nói, vị thanh đâu dám thất lễ với trưởng tôn. Ấy, ta muốn vị thanh thất lễ với ta đó. Lão nói rồi phá lên cười khành khạch, vị thanh thản nhiên tiếp nhận chàng tiểu ngạo khả ố của độc thủ cao tiên nhậm mà chẳng biểu lộ chút biểu cảm gì. Nàng chờ cho cao thiên nhậm cất chàng tiếu ngạo rồi nói. Khi nào đến lượt tôn giá vị thanh sẽ không cần đến túi gấm này. Lão đọc những mày mở to mắt hết cỡ. Tôi mắt lồi của lão như muốn trào ra khỏi hốc mắt cao thiên nhậm phe cảm nói. Chừng nào ta nhận được tin vui đó từ tiểu nữ. Khi nào vị thanh đạt được mục đích của mình, nàng ưu quyền, vị thanh cám tử. Nàng xá độc thủ cao thiên nhậm, vị thanh vừa thả bước ra cửa tiểu điếm vừa nói với cao thiên nhậm. Vị thanh nhờ độc thủ giết dồn các thương nhân kia. Vâng thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 6 tiểu thuyết Na Di Thần Công của tác giả Điện Ca. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.